Rồi đi ra. Hết phần ok rồi đấy em ạ. Đó là intro. Xin chào anh em, mình là Gầy. Chắc là cũng phải khá là lâu từ cái lần cuối cùng mình có làm một sản phẩm gì đó liên quan đến gaming hay là PC. Và ngày hôm nay thì mình rất là khoái khi mà lần đầu tiên được sờ vào một cái màn hình nó hoành tráng như thế này. Mỗi một thằng thanh niên, mỗi một đứa trẻ đều có một mơ ước của riêng mình. Và mỗi một thằng con trai đều có một mơ ước của riêng mình. Và ngày xưa cái hồi mà mình chuẩn bị lên đại học ấy, rất là lâu rồi, luôn luôn là lúc nào mình cũng mơ ước là mình sở hữu một sản phẩm nào đó mang nhãn hiệu của Dell Alienware. Và cuối cùng này là mình ôm luôn. Phê lắm anh em ạ. Đây là cái màn hình Dell Alienware 2518H. Ở bên cạnh hông, đấy, mình xoay cho các bạn xem. Ở bên hông chúng ta sẽ có thông số là Full HD này, tốc độ là 1PDJ này, hỗ trợ Nvidia G-Sync này. Màn hình này là có thông số cực kỳ khủng, lên đến là 240Hz. Quá là ngon luôn. Và đóng cái hộp làm gì nữa đúng không? Mở luôn. Sau khi mở hộp ra thì đại khái là trông cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ như thế này. Thật sự là mình rất ưng cái thiết kế và cũng như là cái gu thẩm mỹ của hãng từ lâu rồi. Và mình rất thích cái kiểu họa tiết của Alienware. Các bạn có thể nhìn thấy là mặt trước thì có lẽ là không có gì đặc biệt quá nhiều đâu, nhưng mà ngay kể cả mặt sau, cái phần mà chúng ta không nhìn thấy khi mà ngồi chơi game, thì hãng cũng làm rất chi tiết và tỉ mỉ khi chúng ta sẽ có một cái logo Alienware mặt sau này. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn nền, rồi thì chúng ta sẽ có cả một cái logo ở cả cái trụ của nó nữa. Sao lại làm những cái chỗ mà không ai nhìn thấy để làm gì nhỉ? Bên cạnh cái phiên bản AVK2518H thì chúng ta sẽ có một phiên bản khác nữa, đó là cái phiên bản AVK2518H F ở đằng sau, viết tắt cho chữ FreeSync. Cái màn hình này của mình thì sẽ hỗ trợ công nghệ G-Sync và cái màn hình kia sẽ hỗ trợ công nghệ FreeSync. Thì nôm na hai công nghệ này là công nghệ chống xé hình để làm cho các game hành động trên màn hình được thể hiện mượt mà hơn, phù hợp hơn với những cái bạn nào mà yêu cầu là một cái độ mượt mà tuyệt đối khi chơi game, đặc biệt là những anh em nào mà chơi game FPS này, những anh em nào mà chơi đột kích này, truy kích CS:GO này, rồi thì Call of Duty, đấy, thế mới đúng. Và theo như mình biết thì hình như đây là hai chiếc màn hình đầu tiên của Dell có thông số cực kỳ khủng, đó chính là có tốc độ làm tươi màn hình lên đến 240Hz và tốc độ phản hồi là 1ms. Tuy chỉ có độ phân giải là Full HD thôi, thế nhưng mà với đại đa số game hiện tại, nếu anh em là một người chơi game FPS thì mình nghĩ rằng là các anh em sẽ quan tâm đến hai thông số kia hơn là một cái màn hình có độ phân giải quá cao, đúng không nào? Ngoài ra thì màn hình này sẽ có kích thước là 24.5 inch. Chúng ta sẽ có độ phân tư phản thực là 1000:1, nói chung là toàn thông số lằng nhằng. Mình nghĩ là mình sẽ không đi sâu nhiều vào cái thông số này và mình sẽ nói cho anh em về một số điều khác hơn. Đó là đầu tiên, màn hình này sẽ được trang bị bằng điều khiển Game Centric On Screen Display. Nó tóm lại là viết tắt là OSD. Các bạn có thể vừa tùy chỉnh chế độ, vừa cài đặt ngay trên màn hình OSD của mình, tối ưu hóa các trò chơi mà không phải điều chỉnh bằng tay mỗi một lần chơi game. Cái này khá là hay. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ được cung cấp các cái lựa chọn kết nối khác nhau, bao gồm như DisplayPort 1.2 này, HDMI 1.4 này, cổng audio và thậm chí là 4 cổng USB 3.0. Anh em có thể thấy rằng là tổng quan viền màn hình của thiết bị này là vô cùng mỏng. Cái điều này sẽ tuyệt vời hơn nữa dành cho những anh em nào mà tiền nhiều quá không biết để làm gì, ném bớt đi, thì anh em sẽ mua một bộ về khoảng từ 2 đến 3 màn anh em kết nối vào nhau. Thì cái viền mỏng như này thì giúp cho anh em setup từ 2 đến 3 màn hình, nó sẽ liền mạch hơn và nó sẽ ít bị cái kiểu cảm giác đen đen ở giữa hơn, nó sẽ hay hơn. Nhìn chung là hầm hố như vậy, thế nhưng mà mình nghĩ rằng là cân nặng của thiết bị này thì nó không quá lớn. Cái màn hình chỉ nặng khoảng 3,5 cân, và cái tổng chung là tổng cộng cả đế thì mình thấy nói là khoảng độ tầm hơn 10 cân một tí. Mình nghĩ rằng là không hề nặng, bởi vì mình lúc setup ấy thì mình cảm thấy rất là thoải mái, nó không bị nặng quá. Và khi anh em có nhấc lại đấy, ví dụ như kiểu mình này, mình nhấc qua nhấc lại này, đó, thì nó thực ra nó cũng không quá khó chịu đâu. Và đặc biệt là anh em có thể xoay ngang này, đấy, xoay bên này, xoay bên kia, nâng lên, hạ xuống, đấy, rất là dễ dàng. Điều này sẽ phù hợp hơn cho những anh em nào mà hay cần phải xoay chuyển màn hình này, giúp cho màn hình có thể thoải mái thao tác hơn. Nói đến đây thì toàn thông số với lại cũng như là thiết kế thì mình nghĩ là cũng nhàm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử chuyển sang là trải nghiệm game. Các bạn nên lưu ý rằng là cái màn hình này tuy có tốc độ làm tươi lên đến 240Hz, thế nhưng máy quay của bọn mình nó chỉ giới hạn được quay cho 60fps thôi. Thế cho nên rằng là các bạn nhìn vào đây thì nó cũng sẽ không thể nào mà có thể cảm nhận được, nói thẳng là không thể nào cảm nhận được chuẩn 240Hz như mắt mình nhìn thấy hiện tại. Thế nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng quay cho anh em xem những cái lúc mình trải nghiệm game.
với mức giá khoảng 15 triệu đồng thì anh em sẽ được sở hữu màn hình Full HD với công nghệ cực kỳ khủng hiện nay. Thứ nhất là G-Sync này, quá ngon. Mà thông thường những cái màn hình G-Sync sẽ đắt hơn những cái màn hình thường rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là anh em sẽ sở hữu một cái màn hình đầu tiên của Dell Alienware có tốc độ làm tương lên đến 240Hz, tốc độ phản hồi là có 1 mili giây. Thì mình thấy rằng đây là một mức giá theo mình là rất ngon với một sản phẩm có chất lượng build cũng như là cả những cái tính năng tuyệt vời như vậy. Nếu như mình có tiền, thật sự là mình không đủ tiền, nhưng mình có tiền mình sẽ mua ngay cái màn hình này mà không phải suy nghĩ nhiều gì cả, bởi vì mình cũng là một fan chơi FPS. Vậy thì nó đây, không biết anh em có cảm thấy hứng thú với sản phẩm này không, và anh em cũng hãy bình chọn thử cho mình xem. Nếu anh em có trong tay 15 triệu và một cái bộ cây cực khủng để có thể kéo được những cái tựa game AAA hiện nay với những FPS cực kỳ cao, thì anh em có sở hữu cái màn này không? Hãy bình chọn cho mình biết ở góc trên bên phải nhé, cũng như là comment bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em cho các số mở hộp hoành tráng lần sau. Bye bye.